Lộn cái đầu á. Tôi cứ vớ bụng vậy đó. Bé ơi bé. Thật á. Chờ. Bây giờ anh đánh đi da lỗ hả? Bây giờ anh đâu đánh đánh anh nè. Giờ nói cho em luôn mặt quá. Đó mình đủ đúng không anh? Đúng không? Mình thua không? Mình thua. 4-2. Hay giờ mình dùng mỹ nhân cớ ơi. Em dùng ngay vô. Em vô em bắt con mấy ông không dám đé vô đâu. Đúng không? Con gái yếu mềm mà. Em mà không có chơi không gì mà hay vậy. Không hết, không hết. Hóa tao không phải em không. Từ từ. Nam vợ đá hoang dữ ta. Thấy giờ cho chị qua vậy là mệt cút lắm. Không? Trúng người nào là đội bên kia được lấy bánh này anh? Ăn ngửa hầu. Chô, anh ốm. Em không dám nói ăn cũng tụng cho. Chú sao nó lắng o luôn. Thấy không, bỏ đi. Hiền gì anh chị không nấu là phải không ạ? À? Tại vì bình thường người ta chị là người ta đâu có giác thêm đâu. Anh còn giác thêm nữa, biểu. Đây đây là mấy dám mơ bụng nha mọi người. Ngư thiệt hả? Chúng mày cười. Đá vô quá. Hồi xưa anh đá banh gưa lắm. Hồi xưa. Đâu cho được như mẹ. Không đi bộ có anh em từng chơi đá banh hạt lại bóng chuyền lỏa. Dạ mẹ đâu. Không có cái gì nổi. Đá bóng chuyền cũng mà tấn đá ha thì đậm chưa? Có vô không? À.
vô lưới mà lưới hoài á. Thằng Nam nhé. Ông Trương đé cho đội Như Hưng à. Cái sức bền. Ừ. Nói chung là bên đó ai cũng trâu rồi. Phường tao tao dữ lắm á. Chiều nào ông cũng bằng chiều. Phường chiều nào cũng mấy chuẩn á. Này này, anh chữ mình chơi. Rửa tem mà là tốt. Một cái này, ốm này lúc này đâu, lúc cái bên đó ông áp mà ông không chạy được. Tên bên này con heo, ông hăng rồi rồi, bị chim dướng. Con hăng hăng kìa. Con hăng bị chim dướng. Thế là hài. Nam đá xem gì vậy, gom hết nấu. Quê giờ đang vỗ 2 ngày mà thôi vậy. Tò mẹ. Quá, ba trái gì vậy? Ừ, ba cái luôn hả? Ủa, nếu mà thua là bị gì vậy? Vừa đã coi đá banh mà vừa ăn đậu phộng luộc nhà anh cũng revive rồi này mà nhà anh Phương cũng revive rồi thang chưa. Điểm nó lên rồi. Hiện tại bây giờ là 6 giờ đúng không? Đúng không bạn ngồi bàn? 6 giờ đúng không? Yeah! Yeah! Dù sao cũng không có vô rồi. Chưa, nó buồn. Nhìn coi như dây lâu đó, dây lâu. Dây lâu đem phút qua bên mày có đưa người đây, tao thay ai. Đúng biết. À, không đúng vô té đi mày anh trời. Thôi anh thẻ con cho bên em ăn cái đi. Mẫn đi nấu đồ kèm. Ông mua lưới rồi ấy. Nhiều quá. Ai xuống vô vậy ta?
Anh Tứ á. Anh Tứ. Bè quẹ đâu? Thằng hô bè quẹ đâu? Gì vậy? Ủa, anh đá banh hay anh múa lưới vậy? Còn thua bé ơi. Giật hết. Ôi vô vô quý ừng. Mà cắt không? Ừ, đúng không? Chứ anh thấy anh đồ lộn đồ múa đồ. Gớt à. Chạy gớt à. Rồi đeo bàn thấy vàng nha. Thằng cuối cùng nha.